Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, An Giang tập trung thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tỉnh tiếp tục cải cách hành chính, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn đang hoạt động ổn định trở lại. Các doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất nhanh chóng và tích cực, nhiều nhà máy tăng tốc hoạt động hết công suất, đáp ứng nguồn cung ứng hàng hóa. Hoạt động giao thương đi lại thuận tiện, lực lượng công nhân, lao động được tiêm vaccine đủ liều, đảm bảo phục vụ tốt việc khôi phục sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới. Năm 2022, An Giang được chính phủ giao phát triển 3 sản phẩm chủ lực quốc gia, gồm cả trà, lúa gạo và trái cây. Kỳ vọng thời gian tới, An Giang sẽ đại diện cho các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ký kết hợp tác với tập đoàn Marketbrick Hàn Quốc, xây dựng trung tâm phân phối toàn cầu, giúp các doanh nghiệp An Giang và các tỉnh trong khu vực liên kết xuất khẩu và bình ổn giá cả. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu khôi phục kinh tế xã hội năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tập trung thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung khôi phục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực xã hội, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách thu hút đầu tư.